Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mà cho em Toàn gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc mọi người một sức khỏe thật là tốt. Hôm nay em có một sản phẩm của hàng của Italia đây mọi người. Hôm nay em có một cái đèn này, là một cái đèn xưa nhá mọi người nhá. Một cái đèn xưa và có một bức tượng bằng gốm đây mọi người. Đấy, đây là như kiểu là một vị quan gì đó ở của Italia đấy mọi người. Một vị vua ấy, một vị vua của Italia ấy. Đây em xin phép là em tắt cái điện đi nhé mọi người nhé. Em tắt cái điện đi để cho mọi người xem cái bóng điện nó mọi người nhé. Đấy, đây mọi người. Đèn của nó đây nhé mọi người nhé. Cái tượng này là bằng gốm nhé mọi người nhé. Lát nữa thì em sẽ quay cái tượng cận cảnh hơn. Nhưng mà cái đèn này thì ở trên này là mọi người này. Đấy, nó có cái dây này óng ánh rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa, dây óng ánh rất là đẹp luôn. Đây treo này. Đấy, cái này là như kiểu là nó bằng đá, bằng nhựa thủy tinh ấy mọi người. Đấy, cái này thì em cũng không chắc chắn là làm bằng cái gì, nhưng mà nó treo lên nhìn này nó rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy đèn ngủ này nó để ở nhà nó rất là đẹp luôn. Cái xoay của nó là bằng cái này của ngày xưa ấy mọi người, bạn nút bằng ngày xưa ấy. Đấy, bây giờ em xin phép là em bật cái điện lên nhá, em tắt cái này đi. Em tắt cái này đi mọi người ạ. Em tắt cái này đi nhá, xong rồi để em còn đo kích thước cho mọi người xem. Để em nhấc cái này xuống đã mọi người nhá. Em nhấc bức tượng này xuống. Đây. Đèn đây nhá mọi người nhá. Cái đèn này là nó có cái chỗ tháo cho mọi người nhá. Đây mọi người này. Đây có cái nút này là nó sẽ tháo cái này ra này. Đấy, như cái này. Đấy, đây là nó tháo rời cái này ra như này nhá mọi người nhá. Ở trên này cũng có cái nút để tháo nhá, cái cột này bằng đồng nhá mọi người. Này thì nhét vào đây này. Xong rồi tháo nó ra này mọi người. Đấy, đây này. À, cái này để nâng lên nâng xuống mọi người ạ, chứ không phải tháo ra vì là nó mắc dây điện rồi. Cái này là để nâng lên nâng xuống nhé mọi người nhé. Có em hạ nó xuống đã, chứ em không cho nó lên hết. Đây mọi người sẽ nâng lên hạ xuống thì vặn cái ốc này vào này. Nó do thiết kế của nhà mình thì sẽ nâng lên hạ xuống. Đây mọi người, toàn bộ cái cột cái cụ này cũng là bằng đồng hết nhé mọi người nhé. Bằng đồng lên nè mọi người này. Đấy, các bác thấy chưa, rất là phê luôn. Bằng đồng. Hàng này là hàng xưa thôi, chứ không phải là hàng cổ. Vì là nó đã hàn được như này thì là nó cũng chỉ là đời, nó cũng chỉ khoảng tầm, nếu mà sâu thì sâu nhất thì cũng chỉ là khoảng tầm 100 năm. Em cứ thôi, em cứ tính cái loại chỉ vài chục năm thôi mọi người, chứ em không dám khẳng định hàng sâu tuổi. Đây mọi người, đây cái miếng này nhá. Đây là nó có dòng điện 100V đây nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy, mặt này là cũng là bằng đồng nhá mọi người nhá. Mặt này bằng đồng, cái cột này bằng đồng này. Đấy, mặt này bằng đồng. Để em đo cái mặt này cho các bác xem nhá. Cái này vuông này. Cái này mặt của nó là 18 hay mọi người này. À 28 này. 28 chiều này 26 nhá mọi người nhá. 28 và 26. Đấy, em đây cái dây điện của nó đây. Cái nút vặn của nó đây mọi người. Em đặt cái này nó xuống đã. Đây bây giờ nó vào cái này mới là cái chính này mọi người này. Đây mọi người. Nó là đây là một vị quan này mọi người. Đấy. Mặt vẽ vàng này mọi người. Vẽ phủ vàng kín luôn nhá. Đấy, mặt vàng này. Ở những cái chỗ vàng này, điểm vàng này bằng gốm này rất là đẹp này. Đây mặt đằng sau. Đằng sau nó có chữ của Italia đây nhé mọi người nhé. Em thấy là rất là đẹp luôn đấy. Cái tượng này đẹp đấy các bác ạ. Đây, để em đặt cái máy quay nó sát lại một chút cho em quay cho các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Bằng gốm nhá. Ngồi trên này những cái này như kiểu người ta làm trang trí như cái gối ấy, mọi người. Đấy. Rất là đẹp luôn.
mặt là rất là yêu luôn. Để em đo chiều cao thử xem chiều cao bao nhiêu. Chiều cao nó khoảng tầm 34-35 gì đấy mọi người nhé. Chiều cao này, chiều cao 34 mọi người nhé, 33, chiều cao 33. Bề ngang của nó, bề ngang như này thì là nó vào khoảng 33 nhé mọi người nhé, ngang cũng vào khoảng 33, ngang khoảng 33. Đấy, bằng gốm rất là đẹp luôn. Bên dưới đây mọi người, dưới là có một cái nỉ nhá, có nỉ để ấy. Những cái chỗ chấm này mọi người này, những cái chấm này nó là chấm lõm xuống và người ta phệt vàng vào nhá nhá mọi người nhá. Người ta vẽ một chút vàng vào những cái chỗ này này mọi người này. Đây nữa này. Đấy, tay này cũng những cái chỗ nào mà kiểu là thịt người ta hở ra ấy, là người ta vẽ vàng. Vẽ vàng phủ lên nhá mọi người nhá. Để em xin phép em tháo máy quay ra em quay sát lại cho các bác xem. Đây các bạn, những cái chỗ này chấm là nó phủ vàng vào này mọi người. Đấy, rất là đẹp. Đẹp là cái này thôi mọi người ạ, nó lại có cái đèn nữa nên là mọi người về mọi người trưng bày có thể thắp đèn lên nhìn nó rất là đẹp luôn. Đây chữ đây Italia, đây cái mã số của nó đây. Đây, cái này là như kiểu cái nậm chất rượu ấy mọi người. Chân này, mặt rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác nào mà ai mà ưng ý chiếc này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ báo giá, giá là em Toàn sẽ đăng lên video là giá là để em Toàn là bao bể vỡ bao ship về đến tận Việt Nam rồi nhé mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.